Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, lặng lặng trong bốn bức tường giam những ngày giáp Tết, có tử tù khao khát được lần cuối trong đời trở về thắp nén hương tạ tội với tổ tiên, nhưng có tử tù lại hân hoan đón Tết. Những ước nguyện nhỏ bé nhưng lại chẳng thể thực hiện. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị về diễn biến tâm lý đón cái Tết cuối cùng của một tử tù trẻ đang chờ ngày thi hành án. Ám ảnh cái Tết cuối cùng của tử tù trẻ sắp bị lôi đi tử hình trong buồng biệt giam. Ám ảnh với nhiều người về Nguyễn Đức Nghĩa. Từ lúc đối tượng này bị bắt và bị dẫn giải về trụ sở phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội, số 7 Thiên Quang, đêm 18 tháng 5 năm 2010, đến khi ra trước vành móng ngựa, thậm chí trước giờ bị thi hành án, là sự lạnh lùng toát ra từ gương mặt, đôi mắt và thái độ. Có lẽ lần duy nhất Nghĩa khóc trước tòa là khi nghe nói đến sự ra đi vĩnh viễn của bố anh ta trong vụ tai nạn giao thông gần nửa năm sau ngày Nghĩa gây ra tội ác. Tết Nhâm Thìn năm 2012 là cái Tết cuối cùng Nguyễn Đức Nghĩa được đón nhận trước khi bị thi hành án. Cũng giống như những tử tù khác, Nghĩa cũng thấy buồn, tủi thân khi không được bên người thân gia đình. Nguyễn Đức Nghĩa đã tâm sự như thế với người quản giáo khi anh ta đến chúc Tết các tử tù vào dịp Tết Nhâm Thìn vừa qua. Mùa đông năm nay là mùa đông giá rét nhất, nhưng khí hậu có lạnh đến thế nào thì cũng không bằng cái lạnh trong lòng cháu. Nghĩa hoạt ngôn, nói hay và cũng hay nói, nhưng chỉ là khi cần thiết, khi gặp nhà báo, gặp điều tra viên và lúc tâm sự với cán bộ trại giam. Nói cách khác là anh ta biết thể hiện mình. Nhưng nếu người đối diện là bạn tù, là những kẻ mà Nghĩa cảm thấy kém mình, Nghĩa lập tức giở thái độ trịch thượng, kiểu phân biệt đẳng cấp ngay. Tết năm nay, Nghĩa nói anh ta buồn lắm vì bà Chuân, mẹ Nghĩa thì về Hải Phòng để thắp hương cho chồng, còn chị gái Nghĩa lại về quê chồng ở Quảng Ninh ăn Tết. Đây là cái Tết thứ hai xa nhà của Nguyễn Đức Nghĩa. Năm ngoái, đêm 30 Tết, Nghĩa nằm dòng tai nghe tiếng pháo hoa từ sân vận động Mỹ Đình. Còn năm nay, sau khi lãnh đạo trại giam xuống chúc Tết các tử tù, Nghĩa cũng như các bạn tù khác đồng loạt hát váng cả khu buồng biệt giam. Họ cứ hát như thế cho đến sáng. Buổi đêm ở khu biệt giam thường sôi động. Tiếng hát, tiếng khóc, tiếng cãi nhau, tiếng đánh cờ mồm, như một cách để các tử tù đuổi bóng đêm đi thật nhanh, với hy vọng không còn trông thấy ánh mặt trời. Vì mỗi một lần còn được nhìn thấy ánh sáng, tức là thêm một ngày được sống. Bởi thế tử tù thường ít ngủ, và nhiều người thường tắm vào ban đêm, để nếu sáng sớm có đi thì cũng đã sạch sẽ rồi. Trước đây, Nguyễn Đức Nghĩa ở cùng buồng với một tử tù tên là Nguyễn Anh Tuấn ở Mê Linh. Tử tù này sinh năm 1981, tức là cùng lứa với Nghĩa. Hai đứa cãi nhau chí chóe suốt ngày chỉ vì những mâu thuẫn lặt vặt trong sinh hoạt. Tuấn cũng phạm tội giết người. Nạn nhân của hắn cũng là một cô bạn gái, nhưng là bạn mới quen, chứ không phải người yêu cũ như Nguyễn Đức Nghĩa. Tuấn đã cùng một thằng bạn nữa lập kế hoạch giết cô gái này để cướp tài sản. Chúng hành động vô cùng dã man, đến cùng có chủ đích chứ không phải bột phát. Ở Nghĩa và Tuấn đều có điểm chung là giết bạn gái, nhưng hai kẻ này không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Mỗi thằng đều bị cùng một chân, nhưng khi cú lên là cũng dùng tay quào sang nhau đấm đá, dù cầm xô chậu nhựa ném nhau, không kẻ nào chịu nhịn. Để tránh xung đột, cán bộ trại giam đã phải sắp xếp cho tử tù Nguyễn Anh Tuấn sang buồng khác. Và hiện tại, Nguyễn Đức Nghĩa ở cùng buồng với một tử tù tên là Vũ Trọng Tâm, sinh năm 1959, ở huyện Văn Yên, Yên Bái, phạm tội giết người. Nạn nhân của Tâm là ông chủ nhà trọ ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Ông chủ này đã bị Tâm đâm chết chỉ vì ông khuyên hắn nên từ bỏ thói nghiện ngập cờ bạc và cần phải chí thú làm ăn. Người này cách Nghĩa cả một thế hệ, và nguyên nhân phạm tội cũng không giống Nghĩa, nên giữa hai người không có chuyện mâu thuẫn khó xử như trước. Có lần được mẹ và chị gái đến thăm, Nghĩa đã kể chuyện xích mích với bạn tù Nguyễn Anh Tuấn. Bà Chuân đã khóc rất nhiều và khuyên con trai không nên xử sự như vậy, vì đã ở chốn này rồi, phải thương nhau, chia sẻ với nhau, chứ trong buồng chỉ có hai người mà lại còn đánh nhau cãi nhau thì cuộc sống càng nặng nề hơn. Kể cũng lạ, và đến buồng biệt giam rồi mà Nghĩa vẫn xích mích với bạn tù từ việc nhỏ nhất trong sinh hoạt thường ngày. Thế nên dù có ngụy biện cho mình bằng rất nhiều thứ hoa văn loằng ngoằng, thì Nghĩa vẫn lộ rõ bản chất là một kẻ tiểu nhân nhỏ nhen. Rất nhiều lần được chứng kiến Nguyễn Đức Nghĩa hùng biện, phải nói là anh ta hoạt ngôn,
có khiếu ăn nói. Tôi luôn nghĩ rằng đó là tư chất của một kẻ có học, tự tin với kiến thức của mình. Nhưng thực ra đó chỉ là cái biểu hiện bên ngoài của Nghĩa, còn những gì anh ta làm mới đúng với suy nghĩ thực. Nên nói như một cán bộ trại giam nơi đây, thì Nghĩa rất khó lường. Ở cả hai phiên tòa, Nghĩa đều xin được chết. Anh ta đều nói rằng có bắn 100 lần cũng không hết tội. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, Nghĩa lại viết đơn xin Chủ tịch nước tha tội chết. Có gì đó rất giống với kẻ sát nhân cướp vàng Lê Văn Luyện. Ngay khi mới bị bắt và nhiều lần sau nữa gặp nhà báo, khi được hỏi Luyện đều nói bắn cháu ngay bây giờ cũng được. Nhưng hôm ra tòa, hắn đã vã mồ hôi khi nghe hội đồng xét xử tuyên án, dù thời tiết hôm ấy xuống rất thấp trong mùa đông này. Dù trước đó Luyện đã được luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình cho biết tội của hắn kịch khung cũng chỉ 18 năm. Vì đơn giản là khi gây án, hắn chưa đủ 18 tuổi. Xét cho cùng, đó là bản chất anh hùng rơm được núp trong những tâm hồn dối trá tội lỗi. Những ngày trong biệt giam, Nghĩa đã sáng tác một bài thơ và nhanh chóng sau đó, bài thơ này đã được đẩy lên các trang tin điện tử với tốc độ lan truyền chóng mặt. Anh ta không bao giờ nghĩ được rằng chỉ vì một phút thích nổ với nhà báo mà anh ta đã bị phát hiện đạo thơ bằng cách lắp ghép những câu từ rất hợp với hoàn cảnh của mình trong bài thơ xịn khác khi mà bài báo chỉ vừa lên mạng vài giây. Khi lãnh đạo trại giam đi chúc Tết, trong khi các tử tù khác nhao nhao trả lời cảm ơn ban, thì Nguyễn Đức Nghĩa lại im lặng, lạnh lùng không mảy may đáp lời. Nghĩa gầy hơn rất nhiều so với hôm được dẫn ra phiên tòa phúc thẩm. Mặt anh ta ít mụn hơn, nhưng đôi mắt thì càng như lồi ra thâm quầng, dưới tán lông mày đen, rậm rịt. Còn nhớ sau khi Nghĩa gây ra vụ án giết bạn gái và cả sau này, khi Lê Văn Luyện gây ra vụ giết người cướp tiệm vàng, trên mạng lập tức có những gã thầy bói tình nguyện xem tướng miễn phí cho những sát thủ này. Và đặc điểm chung mà các thầy bói phán là Nghĩa và Luyện đều có những quả lông mày khác với người thường. Đấy chính là điểm chết trên gương mặt của những kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Con người ta hành động như thế nào là do sự chỉ bảo của con tim khối óc. Khi con tim của những kẻ tử tội ấy rất lạnh và cái đầu của chúng lại rất nóng, thì đương nhiên chúng sẽ gây ra những việc xấu xa. Điều đó hẳn nhiên là đôi lông mày không bao giờ có tội. Sau Tết vài ngày, có thông tin trên một số trang tin điện tử đưa tin Nguyễn Đức Nghĩa đã bị bác đơn xin tha tội chết. Hình như Nguyễn Đức Nghĩa cũng cảm nhận, linh tính được rằng anh ta không có cửa gì để thoát tội chết. Bởi thế Nghĩa tâm sự, Tết năm nay là một cái Tết lạnh lẽo nhất, đặc biệt là sự lạnh lẽo trong lòng. Nghĩa cũng biết là từ ngày 1 tháng 7 năm 2011, tử tù sẽ được thi hành án bằng việc tiêm thuốc độc. Và thời điểm này, ngay trong trường bắn cầu Ngà, nhà thi hành án đang được xây dựng. Trước Tết, tâm sự với một cán bộ quản giáo, Nghĩa hỏi, nhà thi hành án được làm sắp xong chưa? Anh quản giáo đã khéo léo nói sang chuyện khác để Nghĩa không bị lăn tăn, tránh tâm lý tiêu cực mà những kẻ tử tù rất dễ nảy sinh. Nguyễn Đức Nghĩa là một trong những tử tù thuộc thành phần gia đình có điều kiện, nên Tết này, Nghĩa nhận được rất nhiều quà từ gia đình gửi vào. Dường như không thiếu thứ gì, và anh ta cũng chia cho bạn tù cùng buồng ăn Tết. Nhưng dù vật chất có thừa mứa bao nhiêu, thì trong hoàn cảnh của Nghĩa, không còn gì buồn và sợ hơn khi con người ta biết cái chết đang treo lơ lửng trước mặt mình. Nhưng đó là cái giá mà những kẻ phạm tội ác như Nguyễn Đức Nghĩa đang phải chấp nhận. Và niềm an ủi duy nhất đối với Nghĩa, cũng như các tử tù chưa bị thi hành án, từ thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2011, đó là được tiêm thuốc độc thì cái chết sẽ đến một cách nhẹ nhàng hơn, đỡ đau đớn hơn. Với tội ác của mình, gần 4 năm kể từ ngày gây ra tội ác không thể dung thứ. Cuối buổi chiều ngày 22 tháng 7 năm 2014, tại khu vực thi hành án tử hình ở trại tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội, tử tù Nguyễn Đức Nghĩa, 30 tuổi, quê quán Kiến An, Hải Phòng, đã bị thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc. Một cái kết, sự trả giá xứng đáng đối với sát thủ từng gây xôn xao dư luận. Ám ảnh với nhiều người về Nguyễn Đức Nghĩa, từ lúc đối tượng này bị bắt và bị dẫn giải về trụ sở phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội, số 7 Thiền Quang, đêm ngày 18 tháng 5 năm 2010, đến khi ra trước vành móng ngựa, thậm chí trước giờ bị thi hành án là sự lạnh lùng toát ra từ gương mặt, đôi mắt và thái độ. Có lẽ lần duy nhất Nghĩa khóc là trước tòa.
khi nghe nói đến sự ra đi vĩnh viễn của bố anh ta trong vụ tai nạn giao thông gần nửa năm sau ngày Nghĩa gây ra tội ác. 17 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2014, Nguyễn Đức Nghĩa cùng hai tử tù khác gồm Vũ Tuấn Linh sinh năm 1981, trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hung thủ gây ra vụ án mạng tại một nhà nghỉ ở quận Tây Hồ hồi năm 2009, và Vi Văn Nhượng sinh năm 1989, quê quán Quan Hóa, Thanh Hóa, hung thủ sát hại chủ quán phở ở quận Hai Bà Trưng hồi năm 2010, đã bị Hội đồng thi hành án tử hình thành phố Hà Nội thi hành bản án tử hình. Vũ Tuấn Linh đi trước, kế đó là sát thủ mặt lạnh Nguyễn Đức Nghĩa. Một thành viên trong Hội đồng thi hành án tử hình thành phố Hà Nội kể, trong ba bị án, Nguyễn Đức Nghĩa có vẻ ngoài chấp nhận và bình tĩnh nhất. Điều này có thể được lý giải là do Nghĩa đã ý thức được điều gì phải đến sẽ đến, xứng với tội ác anh ta đã gây ra. Một tuần trước ngày đi, Nghĩa lờ mờ biết được điều đó. Sát thủ có biểu hiện tuyệt thực và có những hành động tự tìm đến cái chết. Tuy nhiên, do nắm bắt tâm lý tội phạm cùng các biện pháp nghiệp vụ, ban giám thị và cán bộ quản giáo của trại tạm giam số 1 đã liên tục bám sát khuyên nhủ, động viên để Nghĩa trở lại nhịp sống bình thường của hơn 4 năm sau trận song sắt. Buổi chiều ngày 22 tháng 7, trên đường dẫn giải đến khu vực thi hành án, Nghĩa gặp và lễ phép chào một đồng chí trong ban giám thị. Chào ban, con đi. Những thủ tục cần thiết đối với bị án tử hình được thực hiện đúng theo quy định. Suốt quá trình ấy, Nguyễn Đức Nghĩa còn nói chuyện với mọi người xung quanh khá to, thậm chí có lúc còn khẽ cười. Sát thủ mặt lạnh không sợ chết. Không hoàn toàn vậy. Anh ta ý thức được điều phải đến, nhưng vẫn không tránh được sự sợ hãi. Khi tiến hành kiểm tra các chỉ số sức khỏe của Nghĩa trước khi đưa vào phòng tiêm, màn hình monitor thể hiện mạch của anh ta vọt lên hơn 100 lần một phút. Và sau nhiều phút động viên, chỉ số mạch của tử tù mới trở lại bình thường. Như nhiều tử tù khác trước khi đi, Nguyễn Đức Nghĩa được viết những lời cuối cùng nhắn gửi tới người thân. Trong ba tử tù bị thi hành án vào chiều 22 tháng 7, bức thư của Nghĩa ngắn gọn nhất. Có lẽ anh ta không muốn người thân của mình ở lại phải suy nghĩ về một đứa con bất hiếu. Bức thư được Nghĩa viết và kết thúc ngay trước lúc đi. Mẹ, anh, các chị và các con thân yêu. Vậy là sau hơn 4 năm dài chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày con được trở về bên gia đình. Mọi người hãy mừng cho con nhé. Con yêu mẹ, anh, các chị và các con vô cùng. Con của mẹ, Nguyễn Đức Nghĩa. Phải chăng sự bình thản lạnh lùng của Nguyễn Đức Nghĩa từ lúc bị bắt cho đến trước khi bị thi hành án? Do anh ta đã quá ám ảnh và biết rằng sự trả giá bằng mạng sống là điều không thể tránh khỏi. Cái chết đối với Nghĩa sẽ tốt hơn sự sống trong toàn những ám ảnh nặng nề. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 14 tháng 7 năm 2010, Nguyễn Đức Nghĩa xin được chịu hình phạt tương xứng tội ác gây ra. Nhưng sau đó, Nghĩa đã kháng cáo bản án tử hình của phiên tòa sơ thẩm. Có lẽ một trong những nhân tố tác động đến sự thay đổi suy nghĩ của sát thủ là bố của anh ta. Người bố tội nghiệp bất hạnh ấy, khi biết tâm lý xin chết của đứa con trai, đã viết thư gửi Nghĩa như một lời sám hối cho kẻ đã gây ra tội ác khó dung. Thư có đoạn: Nghĩa con, nếu cuộc sống của con phải khép lại thì bố mẹ và người thân sẽ tha thứ cho con. Mong con thực sự sám hối. Bố mong con phạm tội đến đâu thì nhận đến đó và nhận đúng theo động cơ và kết quả hành động của mình. Nếu phải chết cũng phải chết một cách minh bạch. Bố vẫn muốn nhắc lại, mong con thực sự thành tâm sám hối. Quy luật nhân quả, Nguyễn Đức Nghĩa phải gánh chịu. Nhưng xót xa thay, người thân của anh ta dường như cũng bị liên lụy. Bố Nghĩa mất vì tai nạn giao thông gần nửa năm sau ngày đứa con trai gây án. Mẹ Nguyễn Đức Nghĩa rời Hải Phòng đi sống cùng con gái. Một năm vài ba lần về nhà để thắp hương tổ tiên và thăm người thân. Ngôi nhà sát thủ từng sống gần như bỏ hoang, lạnh lẽo và im lìm. Nó giống như buổi sáng ngày 23 tháng 7 năm 2014, khi thân nhân Nguyễn Đức Nghĩa đến làm thủ tục nhận xác đứa con trai. Hầu như không một tiếng khóc. Đến đây, thời lượng của chương trình đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.